Ai trong cuộc đời cũng đều có những ước mơ và những hoài bão. Nhiều người trong số chúng ta đã vô tình lấy thước đo ngoại hình để đánh giá một ai đó. Và vô tình, rào cản ngoại hình đã lấy mất đi của nhiều người sự tự tin, lòng dũng cảm và sự nhiệt huyết. Và câu chuyện về cô gái trẻ Nguyễn Thị Lan Hương với những ước mơ hoài bão của tuổi 20 cũng vậy. Hương đã phải tạm gác lại ước mơ theo đuổi con đường trở thành nhà thiết kế thời trang để trở thành một cô công nhân. Nhưng sự tự ti và những nụ cười khinh miệt vẫn bám lấy Hương mỗi ngày. Nhiều lần Hương đã cảm thấy rất buồn bã và muốn chấm dứt cuộc sống của mình vì những lời trêu đùa có chủ đích của những người bạn làm cùng. Mẹ Hương đã nhiều lần muốn nói với cô rằng muốn dành tiền cho Hương đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vì gia cảnh khốn khó và hơn hết là Hương muốn số tiền đó để chăm lo cho các em, không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ. Cháu chăm làm lắm, chịu khó làm lắm, chẳng có muốn đi chơi bời gì cả. Cháu nó đi làm về lương lậu thì được bao nhiêu đấy thì nó đưa cho bố mẹ lo cho em ăn học đấy. Hương cũng tâm sự với tôi, Hương bảo là mẹ ơi, con mong muốn con có tiền để con đi phẫu thuật, bởi vì con đi ra đường nhiều các bạn xinh xắn đấy, mà bây giờ con như thế này thì con cũng không được vui cho lắm. Hương đã im lặng tiếp tục chịu đựng những đớn đau, những dằn vặt bị người ngoài cười chê về ngoại hình của mình. Chưa một lần Hương tự tin dám cởi bỏ chiếc khẩu trang để bắt chuyện với mọi người. May mắn đã mỉm cười với Hương khi Hương có được vé vàng lột xác của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam tài trợ miễn phí. Mẹ của Hương dù trước đó rất muốn con phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đứng trước thay đổi này, mẹ Hương lại tỏ ra rụt rè. Hương đã nói một câu mà mẹ Hương nhớ mãi: con thà sống 50 năm cuộc đời hạnh phúc còn hơn sống đến hơn 100 tuổi trong tủi nhục. Suy nghĩ đó đã thôi thúc Hương đến với căn phòng phẫu thuật của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, bởi khát khao được thay đổi ngoại hình, thay đổi cuộc đời của Lan Hương lớn hơn bất cứ điều sợ hãi nào. Các bác sĩ đã nhận định rằng khiếm khuyết hàm hô là nhược điểm lớn nhất trên khuôn mặt của Hương. Tuy nhiên, để có thể thay đổi toàn diện cho cô gái này thì cần có biện pháp phẫu thuật toàn diện trên nhiều vùng khác nhau của gương mặt. Bản thân Hương cũng vô cùng tự tin khi bước vào ca phẫu thuật. Chứng minh rằng là mình vẫn có thể vượt qua được tất cả, mình sẽ cố gắng rất là mạnh mẽ để đi vào phòng mổ một mình. Sau này sẽ có diện mạo thật là xinh đẹp và khỏe mạnh như thế này. Với sự tâm huyết và ước mong có thể trao đến cơ hội thay đổi cuộc đời cho cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Lan Hương, các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam đã dốc hết sức thực hiện một ca phẫu thuật rất thành công. Và kết quả là chúng ta đã có một Nguyễn Thị Lan Hương hoàn toàn khác. Tự tin, yêu đời, mạnh mẽ và quan trọng hơn là quá khứ đã theo những bước chân của Hương trong đêm tỏa sáng hôm ấy lùi lại phía sau. Những bước chân Hương tiến lại ôm mẹ, ôm dì chính là những bước rộng mở đón em ở tương lai phía trước. Cùng chúc cho Nguyễn Thị Lan Hương của chúng ta sẽ thành công và hạnh phúc trên con đường phía trước. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.